trồng nó đi, ăn rau nhiều ngon. Cải bè xanh với rau muống là ăn cha vịt nấu chao là đúng bài luôn á. Ừ. Cho cắt cái gốc ra cho nó sạch cái cát này. Út rồi, xin chào cả nhà nha. Hôm nay Tuấn không có nhà, mình cầm máy quay chú Út gì chút nấu ăn nha. Đó giờ chút làm gì đây gì chút? Rửa phai nấu bữa nay nấu cháo. Ủa không nấu cháo vịt nấu chao. Bữa nay mình nấu cháo ăn cả nhà ơi, mời cả nhà cùng xem video nè. Dì Chúc đang rửa phai vịt thì Chúc rửa sạch sẽ rồi. Phai nấu. Giờ rửa phai bắt lên nấu. Rồi dì Chúc thì giờ chặt vịt, Chúc thì lặt rau tiếp nữa. Chút lật rau bằng xong rồi đó. Ngon không? Để lấy dở nắp cao. Các bạn kỹ nha. Nửa hũ mà ăn hũ à. Nó ngon nè, nó này ngon ghê luôn á. Cái nước á. Hai muỗng à chú ơi. Cái gì hai muỗng? Chào. Bảy. Nửa hũ. Nhiều quá mặn à. Không có, không có mặn, cả nguyên nước còn mặn. Cả nửa hũ nó mới là nửa hũ đi. Thôi thôi được rồi. Từ từ được rồi. Ấy được mà. Rồi. Ngon hả không? Cái nữa mới thơm ghê. Nó cái như hay à. Ớt lắm. Này là ớt tỏi hành. Bột ngọt, muối, chao. Thiếu đường. Ngon quá ăn chút. Đường, đường, đường. Đường. Kêu gọt, xuống ăn thử ăn kêu gọt. Còn thử coi nó dẻo không? Hơi xào ấy. Ừ. Giờ để dầu vô thử tỏi, xào thịt vịt. Đúng, dừa vô. Xào cho nó săn, để nước vô. Để trái dừa vô. Những có tỏi cái thơm à. Chặt trái dừa đi không? Ủa, vô cái thau tráng. Cái thau á. À? Trái với thêm nước được rồi. Ngon á, thơm mùi chao, mùi tỏi, hành nữa. Vậy xong rồi săn rồi mình để nước vô. Nó dừa dừa nước nó thêm miếng nữa chú ơi. Lấy thêm nước lã vô đi. Ờ. Thêm ca nữa. Đây, phai môn, giờ mình để vô. Nấu một chút xíu nữa là xong. Là có ăn liền. 5 phút nữa hả? Ngon chưa? Rồi xong rồi cả nhà dùng nấu lẩu nấu chao thịt vịt xem xong rồi mời cả nhà dùng với gia đình mình nha. Ừ.
Trụng vô nữa đi rau, trụng vô nữa đi. Cái xanh dày này là vừa là dày ngon. Muốn. Hồi nãy để một cơ tôi muốn về vô rồi xanh sao. Rồi đó, để một tay trước rồi đó, rồi đó. Lăn qua lăn lại chấm ớt. Rồi, mời cả nhà nha. Nó ngon. Đẹp không đẹp. Thấm không? Ừ. Kim cao vô nữa mới ngon. Không mà phải cao cũng dẻo ngon ha. Giật ngon kìa. Hấp dẫn không? Đâu phải cái ếch nó tới rồi nó nổi lên nó chỉ thấy nước nhiều. Vịt này ngon thiệt chứ. Mình thấy ăn gạo ngon không? Ừ. Cái gì nói là đúng là rồi chứ đâu có từ chối chút nào đúng không? Cái này gũ thuốc để vô liền nó cái cảo. Cái này giống chị Tư luôn. Ốc cái này là sáng mà ra ngồi uống cà phê á tròn ơi. Cá được ha. Nó lý tưởng gì đâu á. Ha. Không ngồi ăn lẩu chá vịt nấu cháo thì ngon hơn nè. Cà phê ăn quá. Tối về nè ăn giờ này là nó trời sẽ mát nữa. Vậy nó hấp dẫn hơn. Còn thiếu gì phải không? Cho em đây cái quạt nhỏ nhỏ nè quạt. Trời còn ngon hỏi nữa. Món ngồi đi nhậu muốn thiếu mà có cốc họ ta lấy luôn. Có ớt họ ta lấy luôn. Mùi ớt rồi đâm sẵn. Vịt này công nhận thịt ngon. Vịt ngon không? Chó dở quá trời. Tôi thấy nó dở nhưng kêu kêu kìa. Tây hết nữa cũng được à. Rất thấy ngon. Tấn không ăn biết đâu, đừng chừa. Rồi để rau đi nha. Còn cái nữa nè. Để rau mồng tơi với rau muống trước. Rồi, rồi đó. Ngon ha, rau nhà hấp dẫn quá. Sợi hao ga bà tèm? Không có, nó nhừ quá. Được rồi, phải nấu chút nữa. Được rồi. Đẹp ha. Cái này cá bảy màu để xuống đẹp lắm. Ngon. Béo, chao béo rồi thai môn cũng vậy đó. Nó có bộ quá. Nửa keo chao. Nửa làm hết nửa keo luôn. Tôi là tôi sầm hết nguyên keo luôn á. Không, vậy vừa nguyên keo mặn á. Ăn rồi, hết cái đường luôn. Gió. Gió cái mát hả không? Cái này gió hiu trời đã xế chiều.
sao gió hiu trời đã tới chiều. Má mày làm thơ nãy vậy? Nấu chưa rồi trời đã tới tôi. Làm thơ con cóc hả? Ừ, con cóc. Nấu chưa rồi trời đã tới. Nấu thôi. Chưa xong trời đã tối thui. Không có dần nào gáp dính với dần nào chứ. Không biết thơ hay lắm trời coi. Ừ. Văn hay đó, mấy người thơ làm thơ hay là học văn hay đó. Mà không văn giả. Mà sao kỳ vậy? Em biết. Nói hồi đó á, không biết thơ hay anh mà. Đây. Cái lâu lâu cái buồn cái lấy ra đọc. Mà sao còn nhớ không? Dạ, còn nhớ, nhớ chứ, nhớ lắm. Vậy hả? Ừ. Trời ơi, dữ ta. Viết thơ mùi dữ ta. Không có mùi được được hả? Hay với hay. À đâu đó Thí à, à Út nói Thí nghe. Không phải là, đâu phải. Bông hồng tô điểm đẹp xinh tươi. Thôi không không ra rồi. Cái gì nữa? Rồi à, Thí Hà Út nói Thí nghe. Trời ơi. Văn vậy còn gì nữa. Trời ơi. Văn này mà viết cua ghẻ dục liền. Sao vậy? Ai biết. Trời ơi, người ta có bông hồng rồi cũng đó. Thơ quá trời. Nghe, nghe nó hay hay. Rồi tắt đi không? Cái gì ở đây dựng ngồi uống cà phê ngồi nói chuyện coi cái này cũng đã không? Có ai không? Kìa đó, ăn mà còn gác giò nữa kìa, thấy đã chưa? Rồi ở trên thì mà đèn nó dội xuống, còn ở ngoài thì gió nó thoát vô mát mẻ. Ngồi là ăn chứ không phải giò luôn. Mát đâu thấy, thấy đổ mồ hôi nha. Mát. Chưa còn nóng. Còn nóng. Vô cái chợp. Chấm nước ớt bên ngoài vậy. Qua qua qua. Nóng nóng à. Gâu, gâu, gâu. Gâu. Đúc nước. Ủa chưa kịp mà. Rồi. Ôi ơi, hay vậy? Xong rồi. Chưa, còn kìa. Đâu. Còn nóng á, hỏi ăn gì. Đâu. Nóng. Đâu. Đó. Đâu. Nóng hả? Ừ, còn nóng à. Khuôn lắm chứ bảo. Còn nóng phải không? Rồi, hết luôn. Rồi. Cả nhà nhìn cảnh vậy thấy đẹp không cả nhà? Chứ mình nhìn thấy lý tưởng rồi đó. Rồi chào, cảm ơn cả nhà cùng xem video tiếp theo nha. Xin chào. Xin chào. Chào. Chào chó. Chào quá. Chào anh chó. Gấu chào. Gấu vẫy tay chào á. Nó đứng lên chào kìa. Mày quẩy chứ mày chào gì.